Tỉa cành sau thu hoạch rất quan trọng, khiến vườn thông thoáng, giảm tác động của sâu bệnh hại, dinh dưỡng được tập trung giúp cây phục hồi, đảm bảo năng suất vụ mùa tiếp theo. Thanh niên trẻ Phạm Văn Ngọc ở thôn Tà Ngào, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, gần 10 năm gắn bó với cây sầu riêng, đều đã thuần thục các bước chăm sóc vào thời điểm này. Vụ vừa rồi, từ vườn hơn 4 hectare này, 25 tấn sầu riêng mang về thu nhập tiền tỷ cho gia đình. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng sẽ quyết định thành bại 90% cho mùa vụ. Cái này tỉa cành cũng cách đây khoảng hơn một tháng, là bây giờ đang phục hồi cho nó đi hai đợt lá để phủ tàn á, là khoảng vào cuối tháng canh bây giờ, từ bây giờ cho tới cuối tháng giêng âm lịch á là sẽ bắt đầu làm bông. Là từ bây giờ cho tới giai đoạn đấy thì em sẽ tập trung nuôi 1 đến 2 cây lá nữa. Bên cạnh việc chăm sóc để cây sầu riêng sinh trưởng phát triển tốt, việc hạn chế sâu bệnh hại bằng các phương pháp không hóa học cũng được anh Phạm Văn Ngọc quan tâm. Đơn cử, anh đã lắp đặt trên diện tích toàn bộ vườn hệ thống tưới và bón phân 3-1. Theo anh Ngọc, tưới trên đọt cây sẽ giúp hạn chế nhện đỏ hiệu quả. Ở một số vùng á, nó xài cái bét trên ngọn á là để tưới thuốc trừ sâu. Nhưng mà mục đích của nó là ví dụ như khi trời nắng nóng á, nó sẽ tưới phủ cây để hạ nhiệt, cái gọi là làm mát cây á. Thứ nhất, thứ hai là nó rửa sương muối. Có nghĩa là mùa nắng thường buổi sáng sớm nó hay có sương á, thì mình dùng cái bét đấy để mình rửa cái sương muối ở lá. Vì khi mà sương muối xuống á, thì nó rất là kiểu như cái lá cây nó sẽ bị khô, giống như hiện tượng gần đây á, là hiện tượng mà sốc nhiệt, là ban ngày là trời nắng nóng nhưng mà đêm nhiệt độ nó xuống khoảng cỡ mười mấy độ, nó chênh lệch ngày đêm nhiều quá, cho nên là từ cánh Đắk Nông về tới đây là bị rụng lá già, bị sổ lá, sầu riêng bị sổ lá, là cũng một phần cũng có sương muối rồi cũng có sốc nhiệt nữa, nên là để rửa lá. Với thứ hai á là khi mà tưới trên cái ngọn này thì khi mà cái mật độ, cái độ ẩm nó cao á thì sâu rầy đồ nó cũng không phát triển, nhất là nhện đỏ. Nhện con nhện đỏ thật ra là mùa nắng nó phát triển rất là nhiều, nhưng mà khi mà có một cơn mưa xuống á là mật độ nó giảm phải 50-70%. Lộc Thành một năm là hồ táo cũng cỡ 40-50 lần trong 18 thôn, cũng tuyên truyền kỹ thuật chăm bón rồi phân bón sinh học, dần dần cải tạo lần cho bà con. Hơn 1.000 hectare sầu riêng đang trong giai đoạn thu hoạch trên tổng số 5.700 hectare đất nông nghiệp toàn xã. Sầu riêng đã và đang trở thành cây trồng chủ lực, mang lại cơ hội làm giàu cho nông dân Lộc Thành nói riêng và huyện Bảo Lâm nói chung. Khi người nông dân áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cộng thêm kinh nghiệm sẵn có vào chăm sóc vườn cây, sẽ mang đến sự phát triển vượt bậc cho cây trồng này tại địa phương.